Hello, xin chào các bạn. Nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái spa Q tại đường Sư Vạn Hạnh Nối Dài. Thì khi mình vào á, thì nhân viên ở đây sẽ đưa cho mình một ly nước và một cái hũ dâu ua. Và trong khi chờ đợi, họ đem một cái menu đến cho mình để mình chọn những cái sản phẩm mình thích á. Thì mình sẽ ăn dâu ua, rồi mình uống nước, thì nhân viên sẽ đến. Thì ở đây á, thì mình được á, là cái ba mẹ của mình, á, bạn của ba mẹ mình á, cho bạn một cái phiếu là 5 triệu một người, và hai người được hai cái phiếu năm là được 10 triệu. Thì ba mẹ mình tặng lại cho mình để mình đi. Thì với cái nóng bức của Sài Gòn khoảng gần 40 độ như thế này, thì khi không có gì bằng để mà vào một cái spa để mình có thể là massage, hoặc là các bạn có thể đi gội đầu dưỡng sinh. Ở đây thì mình chọn cái gói là 90 phút là 1 triệu là massage, foot massage là massage chân. Thì người ta có hỏi mình là có vào xông hơi hay không. Xông hơi thì không có tính tiền và cũng không có trừ vô cái thời gian mà mình phát sai nha các bạn. Thì sau đó thì cô nhân viên đã đưa mình lên để cho mình vào một cái phòng massage, phòng xông hơi các bạn. Thì tại phòng xông hơi thì tùy theo các bạn, có người thì xông 15 phút hoặc là nửa tiếng tùy theo các bạn. Thì mình thì rất là thích xông hơi để mà cho ra những cái chất, thả những chất độc trong cơ thể của mình. Thì mình đã ngâm, mình đã xông hơi khoảng 30 phút. Thì sau đó mình vào phòng massage. Thì vào phòng massage ở đây thì phục vụ rất là tốt các bạn, rất là nhạc thì cũng hay, thư giãn, phòng thì thoáng và đẹp nữa. Thì sau khi massage xong thì mình xuống, cô nhân viên đưa mình xuống thì cho mình một ly chè nha đam và một ly nước, và sau đó chờ cô ta đem tới để cho mình ký tên vào cái phiếu mà mình đã đưa cho cô ta, cái phiếu là trị giá là 5 triệu. Thì cô ta mình cái foot massage của mình là 90 phút là 1 triệu, thì cô ta sẽ trừ lại và để lưu lại để lần sau mình sẽ tiếp. Mà ở đây mắc cười lắm nha các bạn, không như chỗ khác. Mình nói là mình thích cái cô phục vụ đó, mình muốn đưa tiền tiếp, thì cô ta không nhận tiền bo vì cô ta nói là trong đó đã có tiền bo rồi. Thì mình nói là mình muốn đưa thêm vì cô ta làm rất là tốt, nhưng cô ta nói đây là người chủ không có cho nhận tiền tiếp các bạn. Đó, thì bây giờ cô ta đưa cho mình một cái giấy để mình ký tên vào là mình đã xài hết 1 triệu, còn lại 4 triệu. Dạ, ở đây lần đầu tiên mình mới thấy là mình thích quyền phục vụ lắm, mình muốn bo thêm mà người ta không nhận. Người ta nói, cái mình có hỏi thì cô ta bảo là nếu như mình thích á, thì có thể là tặng quà, còn tiền á, thì cô ta không nhận vì ở trong đó đã trừ cái phí mà hả, tiền bo rồi. Và ở đây cho đồ ăn thì cũng chè cũng rất là ngon và mát nha các bạn. Và nhân viên phục vụ thì rất là tốt. Cái cô massage của mình rất là thích cô đó. Và mình sẽ quay lại lần nữa, mình có hỏi tên cô ta, rồi cô ta tên Linh. Thì bây giờ mình bắt đầu là lấy xe ra đi về. Thì mình đến đây lúc là khoảng 3 giờ rưỡi chiều. Và khi mình ra là 6 giờ thì cũng đã mát rồi. Lúc 3 giờ mấy đi thì cũng hơi nóng, nhưng mà khi ra thì lúc này mát và rất là sảng khoái các bạn. Thì không có gì bằng với cái khí hậu nóng của Sài Gòn như bây giờ. Thì chúng ta chỉ đi vào spa hay chúng ta vào gội đầu dưỡng sinh là tốt nhất các bạn.